Có, nhưng mà lúc đó là ít máy chụp hình lắm, thành ra ba không có chụp hình nhiều. Bây giờ ai cũng có thể chụp hình được hết trơn. Tự nhiên ta đang lấy gì? Ta đâu có hay là mình chụp ta đâu. Có chứ, ta thấy mà. Người ta đứng làm kiểu cho nhiều người chụp hình mà. Tụi mới ở đây đông người vậy. Tại bữa nay là Giáng sinh. Nay là ngay cái mùa Giáng sinh, chuẩn bị Tết nữa. Mày lấy gì ba? Cái là cái gạt tàn thuốc. Để khi mà người ta hút thuốc á, người ta gạt cái tàn vô đây nè, nó không có rớt cái tro nó bay tùm lum, ảnh hưởng tới người khác mất vệ sinh. Ta gạt vô đó đó. Ta tự nhiên ở đây là cái gạt tàn thuốc chứ đâu. Ê, đừng bóc vô đó giờ. Tự nhiên có. Người ta bỏ nước vô cho nó cái tàn thuốc nó thấm vô đó, nó không có bị bay. Cái tàn thuốc nó khô nó nhẹ nó bay khắp nơi, bay vô mũi vô mắt khó chịu. Đúng rồi. Kìa cô bưng ra kìa. Thôi rồi. Cảm ơn. Mấy anh nói chị đó chưa chịu về nữa kìa, giờ vẫn còn chơi tiếp, vẫn còn chụp hình tiếp. Về đâu à? Về ăn mừng, mừng ngày ra trường. Cái con kia đó, cổ là người xấu á, cổ đưa cho
đèn đỏ là cái từ thôi, là cái câu bây giờ đèn đỏ con đã họ đổ đi rồi con cái người đó con cứ rình rình có chạy theo rồi cái con thấy cái túi sách ở dưới con hỏi là cái cô kia là đó phải cái túi sách này của chị không, rồi cái cô đó nói không, rồi cái cô nói là cái đem anh phượng đây, rồi cái người ta nói ta thấy thì ta lại nó ta nhận mà cái cô đó con còn hỏi cái son của cái cô này là đồ son hả, cái này ai mua, cái này chị mua đâu, cái cô đó nó à quẹt thuốc mê lên cho miệng người ta đúng không? Chị sửa cho, ok em tự sửa rồi. Thì có đó, ngoài cái tờ giấy không, hãy con cầm lên. À, trong cái tờ giấy đó là có cái thuốc mê á. Cho nên bắt đầu cái lượng. Cho nên bắt đầu cái lượng. 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 Bắt đầu cái những người xấu á, người ta muốn tìm cách người ta tiếp cận để mà người ta quẹt thuốc mê vô mũi vô tai vô miệng mình á, để cho cái người đó bị mê á. Mình lớn rồi mình biết hết. Cái gì của con mà để không cẩn thận là ta lấy á. Ừ. Giống như nó bảo hiểm của ba ngày hôm qua vậy đó. Bởi vì mình phải cẩn thận đề phòng. Đừng có kích thích cái lòng tham của người ta. Ở hôm kia mà. Ở hôm kia. Tối hôm kia. Giờ mình lại qua chị đi chơi nữa. Đang ngồi thiết nghỉ cao khó ngồi ngủ rồi. Về xuống dưới. Wow, rồi. Đồ chơi con đâu? Đây nè. Đây là cà phê của ba chú. Ủa, đây. Rồi con ngồi đi. Con ngồi xuống. Có mấy vòng nữa hả? Ủa con bà sao bà không có phê? Chưa rồi. Để nó nhiễu hết rồi mới uống được. Thank you.